mình sẽ review một cái nhà hàng chay ngon nhất ở quận 5. Có thể nói là ngon nhất ở Sài Gòn hiện tại luôn á. Ngon là đồ ăn sạch sẽ, hợp vệ sinh, không bột nêm, bột ngọt. Có thể yêu cầu đồ ăn ở đây phục vụ rất là nhanh, nên thực khách vô đây yên tâm, không phải chờ đợi lâu. View khá là đẹp. Đấy, hôm nay mình sẽ review sắc nét cái món ăn chay ở đây luôn cho các bạn coi nha. Nồn quá các bạn ơi. Gia đình từ bi quá. Tập cho bé ăn chay hả chị? Oh, quá tốt. Trẻ em nên tập cho biết ăn chay. Nếu không biết ăn chay thì mấy em sẽ sau này lớn lên sẽ rất là khổ. Vì phải đợi có đồ ăn mặn mới chịu ăn nó. Ok, bây giờ mình sẽ vô.